shop bếpgấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop bếpgấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Nếu các bạn có vấn đề trục trặc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên fanpage bếpgấu.19 follow hoặc nick Facebook Phạm Trung Hoàng. Shop bếpgấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Lên lên xe anh Gấu ơi, đừng bắn anh Gấu ơi, nó mét á. Thử đi ngồi mấy quỷ này chỉ mét không à? Ngồi tù gì, ngồi tù rồi, ngồi hoài đi em ơi. Người ta giàu có, người ta đi cái chỗ nào đẳng cấp. Ví dụ như em đi cứu hàng đi em ơi, đi cứu hàng đây. Người ta đi chỗ nào đẳng cấp, ai đâu ngồi tù. Anh đi du thuyền không? Em mới mua du thuyền ấy. Du thuyền hả? À. Đúng vậy, rồi, rồi, ok, đi du thuyền em ơi, đi du thuyền đây. Giàu có là phải đi du thuyền này, lên du thuyền rồi. Làm vài đi ru, rủ rum. Hoặc làm vài trang bia, ngắm mấy em gái, dịch bự. Đấy, thế gọi là đẳng cấp của những người giàu có. Anh em hiểu không? Tới đại ca ơi. Tới giờ xuống du thuyền có rượu không? Có rượu có gái không? Em có rượu rồi, để rồi, tới okay. Nên kêu gái rồi. Đi đi em. Đi gì anh đi từ từ cho em giống quang. Tướng đại ca anh Gấu được hả trai? Đi tu đi. Tướng đại ca nè, đây nè, tướng đại ca nè. Em xe ra coi. Định hộ mi này. Em ơi, em không lộn. Đúng rồi, sao đây làm đúng rồi đại ca coi. Không được. Cái gì? Sao đại ca đầu chùi vậy? Xe ra coi. Mày xe ra coi. Cái thằng này. Đánh em đi. Cái thằng này sẽ ra coi. Anh em 83 chào bác nha. Ở đây 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 đây. Đây 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 đây. Rớt cái nón rồi mình, đó là mình. Đầu nón giống đại ca ra. Vô đây vô đây. Ủa gì vậy? Sao nó ngủ đây vậy anh? Trời ơi, vậy đấy thôi. Anh em thấy chưa? Chơi đại ca là phải đi du thuyền. À, đi anh em phải đi giống tướng đại ca chưa? Chị chỉ gớm không? Gớm chưa? Gớm chưa? Gớm được. Cái đâu? Đâu? Mành này quý này quýt hoài không à, một mình cơ. Mành này quýt hoài không à, đi vô này. Thấy chưa? Anh em đi đẳng cấp chưa? Thấy không? Anh em nó người giàu chưa? Anh em nó người giàu người ta đi chưa? Được của nó đấy. Anh em nó người giàu chưa? Vô đây em ơi, vô đây em ơi chơi. Nè anh Gấu thùng rác có nhiều đồ không nè anh Gấu? Trời đại ca, đậu xịn thùng rác em. Ca đậu xịn thùng rác. Trời ơi, thằng cái thằng đồ mi nhảy xuống biển nhanh không nợ. Trời ơi, đồ mi trời nhảy xuống biển nhanh không nợ. Run cái thằng đồ mi á. Đẳng cấp quá anh em ơi. Đừng có nhảy xuống dưới nhanh anh Gấu. Đâu dưới gì đâu, sao có kỳ vậy? Đó, kè kè bên trái nè anh Gấu đó, đó. Ừ. Ủa trời, của em hả? Ủa trời, thằng mành dầu đó. Rồi giờ em mua dẫn đại ca mà. Đây đây đây, đây để em lấy cano. Ồ. Ủa anh xây rồi, anh xây rồi. Ê, anh đâu rồi? Ồ, đẳng cấp lắm anh trai. Đẳng cấp lắm em ơi. Đây 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 anh Gấu ơi, anh xuống nè, thuyền nè anh Gấu. Đâu rồi, em đâu? Dạ. Em đâu? Em nè, ở dưới nè anh ơi. Mời bác cho con chơi chung. Anh bấm ship F, ship F, anh Gấu ship F. Anh ship gì? Ship F, ship F, dòng F, anh, đó. Rồi, anh lại tới gần em, bấm vô F anh. Lại thuyền em lại bấm vô F. Anh say mà, sao? Dạ, bấm F anh Gấu. F lại tự lên. Dạ. Em ơi. Lai Hoàng. Dũng bác ơi. Đi chém công an đi à? Sao bác ơi? Ông trai hả? Ông trai tí đi ông nội. Đây. Ê, lên vô chuyện tiền em ơi. Đi đó, anh Gấu vô tiền đó anh Gấu. Đây nè anh em coi đẳng cấp đại ca nè. Từ anh lấy cái bia uống cái đẳng cấp ra. Anh uống một chai bia là uống một chai nước tăng lực anh Gấu là anh sung lắm á. Ồ nóc thêm. Ồ anh say rồi, anh say rồi. Anh nóc thêm cái tăng lực. Ồ anh say rồi, anh say rồi. Anh say anh cầm dao ghê quá. Để tôi tăng. Bơi rồi, bơi cu lơ làm tiếng nhạc ở đây nè em ơi. Làm tiếng nhạc nữa cho nó bay luôn. Ngó lên trời cao. Khi bác Gấu đã chơi Free Fire, ngắm em gái phải có V-Line. Khi sắp gần có anh lên nòng vào chỗ màu hồng em phải vơ tay. Em không cần phải giả ngây thơ, kỹ năng không phải tay mơ. Trong trung đoàn anh ai cũng biết anh đây thuộc dạng là best player. Khi anh đây mà livestream game, mấy em gái phải thả tim. Xem highlight anh bổ mắt, không muốn solo thì nổ nem. Anh nghĩ gì em đoán xem, anh sẵn lòng chào đón fan. Vào vào lửa anh không biết đổ, biết anh chỉ biết mình đổ em. Gớm ghê ông nội. Hãy vui cùng anh yêu em thấy buồn. Xem anh đây tâu hài. Ai sẽ làm em cười chứ không ai khác ngoài bác Gấu này. Top 1 anh cầm trong tay, muốn đối đầu thì bạn không may. Khi tìm bạn thì rất đơn giản, chỉ vài 3 giây là làm xong ngay. Anh đây chất trùng cây thần thái, mấy em gái dằn khoái. Từ game cho tới ngoài đời, anh lái động cơ không cần bằng lái. Anh gánh tụi em dư sức, chưa
bao giờ anh sợ nặng vai. Muốn trải nghiệm ấn nút invite trong game Free Fire là thấy ghiền ngay. Anh gấu bấm F3 nè, anh gấu bấm F3 đi. Rồi. Enter. Rồi. Anh bấm cái dòng thứ hai. Rồi. Rồi anh chọn cái số 29 ha, 29 sạc 48. 28 đúng không? Dạ. Rồi ok rồi. Rồi anh bấm chữ R, R gà liên tục anh. À, quăng tiền anh. À. Phi tiền anh. Này có gái nữa là bo tụi nó luôn anh. Tắt cái đó đầu nào, nhảy đi mà tắt cái đó nào đi. Nhảy thì anh bấm lại những cái hành động. Úp ghê không nội. Hãy vui cùng anh yêu em thấy buồn. Xem anh đây tâu hài. Ai sẽ làm em cười chứ không ai khác ngoài bác gấu này. Đã. Không tên, gấm VO nổi, mặt cười lộn rượt. Đặt cấp ngựa tiền, đặt cấp ngựa tiền. Đã cấp ngựa tiền em mà nè. Đã cấp ngựa tiền là mấy bán gì nè em à. Đã cấp ngựa có tiền nè em ơi. Huỳnh Duy Phong. Ủa lại cái cầm dao múa trời. Để đàn em cầm xuống múa mới được. Cô dậy. Quả. À, đẳng cấp không, đẳng cấp không? Hôm nay mày thấy anh chơi, anh em thấy hôm nay mấy gấu chơi đẳng cấp không? Cái nhà giàu người ta sẽ chơi như thế này nè anh em à. Ê, đứng bên này. Ngó lên trời cao. Cao, cao. Dân châu Á đã đi vô ba. Anh tay tao phi đô la. Mấy em gái cứ đứng xếp hàng. Vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan trường tùy. Cưng khoái cứ kimochi. Dù có to con bé thanh hình nhỏ nhẹ như em Loli. Ngoài trên beat của Vina House. Hotel vào 5 star chứ không phải đi 3 sao. Xin lỗi nó hơi bị to nên làm cô bé em rã rời. Không muốn mình phải xa nhau. Kim đâm vào thịt làm da đau. Thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời. Đêm nay ăn uống no say cứ bay lên đi như ngao du. Anh với em về tới khuya nay yeah, luôn của mình hay giao lưu. Kẹo bong bóng mà em thích chơi. Đồ của con nít chơi. Chỉ cần em nói mình muốn hít hơi thì nó chả đáng là bao xu. Anh thì không có gì ngoài điều kiện. Bụng cách giao cho bụng ơn. Em đương lượng với cách yêu miệng. Em giao cho nó bụng rồi. Em nói mình không phải tự đập anh em. Không ai gặp anh em đã đi liền. Mình gọi lại được bye bye. Còn thằng kia giác là lại phi thuyền. Phải. Em để em chặt anh nha. Ồ chặt cái dao ra em ơi. Rồi, để em chặt anh. Chặt cái dao ra. Ôi chà. Trời ơi, chào tao lạy mày á. Anh kia em chặt anh. Tao nhạc. Tao lạy mày thằng mình. Kêu mày chặt cái dao ra chứ ai kêu mày giết tao đâu. Trời ơi, trời tao lạy mày á. Tao kêu mày chặt cái dao ra chứ. Rồi ok, đi mày ơi. Đi qua cứu hàng đi em ơi. Anh em mình ăn chơi thì phải làm em ơi. Không làm, mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt thôi. Không. Sao thằng này ăn đã nằm đâu ngủ được không nổi anh này. Kêu anh Thắng. Thắng chưa em ơi, chưa thắng chưa. Thắng anh Thắng chưa trả lời em, anh Thắng nói 20 phút á hồi nãy. Cái lúc hưởng thụ thì không có nó đâu, đánh lộn của nó. Đi anh Gáo ơi. Đây. Anh Gáo đứng đó đi, để em lái xe tới trước nè. Ok. Ôi làm đi xì gà đấy. Làm mấy Newton lực cho nó khỏe coi. Ôi Mạnh ơi. Mạnh em đây. Anh bị sao rồi em ơi. Mạnh ơi em bị sao rồi. Sao vậy? Không biết em ơi. Anh nằm một đống rồi em ơi. Quên Mạnh ơi. Anh bị nào bắn tỉ rồi em ơi. Anh xỉn rồi đúng không? Không, xỉn đâu mà xỉn, anh mới uống con chai bia là chai nước tinh lực mà nó bị bắn tỉa rồi. Ủa anh ở đâu vậy ta? Huy Hùng. Anh em ra đây kìa bác. Nhanh đây. Cho anh đi ghê mà anh ơi. Anh tỉnh hay chưa, anh tỉnh hay chưa? Anh tỉnh rồi. Sorry, anh xe nè. Vô đây. Chỗ nào đó rồi. Rồi anh gấu mặc giáp vô, anh gấu mặc giáp vô. Giáp chỗ nào. Rồi, ok rồi, sao em? Vô đây. Ok đúng anh. Vô. Vô anh Thắng ơi, vô. Trời ơi. Thắng ơi, lạy mày Thắng ơi. Vô. Anh đang ném anh. Vô đây. Không chết có nhau. Anh say rồi nha, anh chạy nổi rồi. Để quang quang. Rồi nha, nấp đi. Làm sao rồi gấu. Vô đi, vô đây, gấu vô đi. Chạy cho kia. Cuốn đây.
Ai chưa tay đây nè, gấu đây nè. Anh chạy chạy chổng luôn, chạy chổng luôn. Bắn quy đây nè, bắn nút quy nè, nút lên bắn nè. Anh say quá chạy nổi, anh say quá chạy nổi. Trời ơi, đi cứ mà nhậu không nổi. Vô cái nhậu vô mày mày lĩnh với em. Mày chạy quy ra, mày chạy lấy vàng đi mày. Lấy vàng đi, mày chạy lấy vàng đi, anh say rồi, anh lấy vàng rồi. Đây 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 đây. Chạy đây, chạy đây. Anh say rồi. Đại ca cố lên đại ca nha. Anh đây, đây đây đây, quốc nói cho. Dạ dạ dạ, em chạy đây. Rồi, quốc đây, quốc đây, đi vô đây coi. Đây anh, mấy này vô đâu đây anh? Đi từ bao lâu vậy? Hình như là 20 phút anh. À đơn giản. Vô đây, vô đây. Anh Ngáo ơi, bảo vệ em để em chạy vàng, em chạy vàng. Chạy đây đây anh, anh say rồi. Đây đây đây. Anh trời ơi, đại ca cứ mà đi nhậu trời. Thôi từ nhậu vô nó phải thành em ơi, nhậu vô nó phải thành để anh làm cho một chai nữa cho nó. Cho nó tăng lực luôn. Anh làm cho một chai nữa. Cho nó phơi ra. Vô đây cứ vô đây. Anh làm cho một chai ra. Vô đây. Thôi lại. Anh đang lấy vàng, em đang lấy vàng á. Anh vô tay em lực không, tay em lực không. Anh lại vô em. Bê quá thằng con. Bê quá. Ủa làm gì với vàng, làm gì? Lấy vàng. Không thắng nó cầm gì cái ô điện à. Chích anh á, cho anh phê. Trời ơi, lắc màn hình mà anh chống mặt luôn, nọ thấy không. Công an tới. Chơi đây. Công an tới. Rồi. Chơi đây, chờ nó vô luôn. Rồi. Mà anh ơi say mình hình nó hơi lắc nha. Okay. Anh ơi chuyện này đi thôi. Từ anh làm cho cái pin ra. Anh làm cho cái đứa tăng được cho nó. Anh phải cao ơi, trời ơi, cứ công an tới chưa mà. Cứ yên tâm đi, anh lo được mà mày yên tâm đi. Anh lo được. Hota Ruby nè, đi tù rồi. Anh lo được. Vô đây. Bắn nó nha. Rồi nó dụ mình đâu. Nhưng mà anh phải nha, kệ nó đi, kệ đi. Đây. Mình làm cái video. Anh nghe đây, mình đúng xuống ở đây em ơi. Ai đây em đang bắn nè nãy giờ. Ôi bắn em. Quang Mai. Đi tù đến nơi. Thằng này biết chơi. Thằng cảnh sát này biết chơi nha. Nha. Thằng này biết chơi đây Thắng ơi. Thắng. Em chơi Devil nè anh ơi. Trời ơi mày mặt xì rất Thắng. Ôi là trời. Đồng chí đâu ra đây. Mấy thằng cảnh sát bơi hết vô đây. Anh bơi vô đây. Bơi vô đây. Ăn món chỗ nào đâu? Ủa ăn món chỗ nào vậy em? À anh không có băng đích. Có đâu anh có băng đích. Anh đâu có băng đích. Băng đích. Có băng đích. Anh sẽ có băng đích. Ôi. Cái gì vậy? Ôi trời. Mấy thằng kia đi vụ anh em ơi. Mấy thằng kia đi vụ ăn máu. Từ. Bốc chùa. Chuẩn bị đi tù nè. Còn thằng con em biết chơi nha, thằng con em biết chơi nha. Ok. Từ em ơi. Bây giờ này một người kia lại đi. Lượng nó 4 thằng lượng anh, nó 4 thằng lượng. Thầy biết nó 4 thằng xuống rồi. Nó lên 4 thằng lượng. Thầy biết 4 thằng. Em cướp là 4 thằng không à, cướp 4 thằng không à. Rồi, ok. Ui nó bắn anh gấu kìa. Ồ bắn anh gấu mì luôn. Ôi Thăng ơi, ngồi chứ Thăng. Thăng ơi. Hota Ruby nè, chết rồi, mặt cười chảy nước. Thắng rồi chú em ơi. Em khanh vào em đấm luôn, Ok. Từ nó không em vô đâu. Thắng ơi, trời ơi là Thắng.
ra chứ đúng không? Anh là đầu sỏ đúng không? Nhưng mà mình đâu có làm gì đâu bạn. Không, nhưng mà bơi, nhưng mà bơi ăn chứ hết rồi. Phải anh đâu sợ không? Mình vô tìm vàng, mình ngồi mình cho mà đâu có lấy gì đâu. Qua lời nói của anh bây giờ là bằng chứng cho anh nhá. Nhưng mà mình vô tìm vàng, mình ngồi mình cho mà, mua vàng mà. Anh, tay anh đang đeo vàng kìa, vàng của người ta mà anh đã trả tiền đâu. Thì từ trả chứ, chưa đang mua mà. Đang mua vàng mà, đâu có lấy vàng đâu. Đồng chí ơi, khu này clear chưa? Lê. Vâng, đồng chí sói ra đây, tôi làm việc, đồng chí đi được không? Ok. Ôi, sao chuyện gì bắn nữa đấy? Ai dạ? Lại, có bằng chứng rồi anh ơi. Mày kiệt đạn mày ơi. Nguyễn Văn Tràng. Lại anh tiện tay bắn lần nữa đúng không? Mày kiệt đạn mày ơi. Cái lúc bắn nó bị kiệt mày ơi. Lươn lẹo. Muốn bọc cho đô. Mạnh sẽ bọc cho đô rồi. Tắt đâu một chút đuôi. Đâu nảy bông keo kìa anh. Bắn đấu này. Nảy bông keo. Tiền Nguyên Phước. Ôi là bà em này một giáo nó vô tới. Nó cứu người đi. Tao bảo bu keo nhiều lên. Anh lo được á, anh lo nguyên đám vô tù luôn. Đông quá, ấy lợi lên là nó chạy vô nhanh quá. Anh chưa kịp lấy chúng mà. A few inches later. Quá đen, trời ơi là trời. Làm trái bia bớt sầu đời rồi. Nhớ vợ nhớ con thèm thịt chó. Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi. Làm miếng trái bia coi.